chào quý anh chị, lại là em đây, nhà đất đang làm việc. Còn em sẽ review cho quý anh chị một lô đất tiền mặt của một cái tiền mặt của một cái lô đất dự án tái định cư là mình khu phố đất phước thiện tỉnh Bình Dương. Thì cái lô đất này là nó có cái view sông, là view sông Cần Giuộc nha quý anh chị. Đây bên cái tay của em chỉ đây là view sông Cần Giuộc và công viên của cái view sông này. Thì đây là em giới thiệu giúp quý anh chị đây cái lô đất ở đây là có một quan quan ông gửi lại em một cái lô đất cực kỳ đẹp. Và giá hôm nay rất là ok luôn quý chú chị nha. Thì cái lô đất này nó có bề ngang nó 12, dài là 24 nha quý chú chị. Nó là một cái lô đất của mình luôn, và ổng tính 275 m², là một cái lô biệt thự view sông rất là đẹp luôn. Một cái giá hôm nay ông anh ông điện thoại gửi là em dùng một cái mức giá rất là rẻ luôn nha quý chú chị. Một cái mức giá chỉ có 28 triệu m² thôi, giá 28 triệu m² là còn bất lập cho quý chú chị nha. Thì một cái lô đất ở siêu tái cư Đăng Quỳnh của view sông Cần Giuộc này thì rất là đẹp thôi quý chị. Chỉ còn khu vực này chỉ còn khoảng 1-2 lô thôi quý chị nha, chứ không còn là nhiều lô đâu. Thì một cái lô đất rất là đẹp luôn. Từ mí đường của tay em đang chỉ đi vô đây là nó lề 3 mét, lề 3 mét xong rồi từ 3 mét đó mình trở vô mấy là 12 mét nha quý chị. Một cái khu đất rất là đẹp trên mặt luôn. Chỉ đây là cái view sông, ở đây cũng còn khu vực đường sông. Rồi cô chú anh chị cùng em sẽ bật camera lại và cùng em sẽ quay chi tiết về cái nền này. Rồi, cô chú anh chị cùng em theo chân em vào tham quan chi tiết của cái lô đất này. Thì ngay cái cục điện mình này cô chú anh chị, ngay cái cục điện mình đây thì nó là một cái danh. Cái danh nó sẽ nằm ngay đây này cô chú anh chị, ngay tay của em đây, ngay cái cục điện mình đây. Thì ngay cái cục điện thì đồng thời nó sẽ chạy dài xuống tới cái cục điện phía bên dưới cô chú anh chị, là cái cạnh bên đây là một cái lô gốc, là cái cạnh bên đây nó 19, nhưng mà cái cạnh bên trong là nó 24 m nha cô chú anh chị. Từ cái cục điện này thì nó tới cái cục điện đó là 19, nó chặt gốc xéo vô. Tại vì nó mà là một cái lô gốc nha cô chú anh chị. Trước mặt của cái lô đất của mình là một con đường, nó đâm thẳng qua cái lô bên kia. Cái hàng cây đó đó cô chú anh chị, nó qua đó là còn một con đường. Tại vì lý do còn một cái nhà ngay đây đang chờ giải tỏa nha cô chú anh chị, đang chờ đổi một cái nền để di dời chỗ khác. Ngay cái hướng tay của em đây là cái hướng mình ra ngay chỗ công viên đó cô chú anh chị, công viên bờ kè sông, và đó là cũng là một cái view sông Cần Giuộc nha cô chú anh chị nha. Thì cái đường mặt không của mình bên đây là cái đường này đường 7,5 m nha, lề món bên 3 m nha cô chú anh chị. Thì một cái lô đất mà một cái lô gốc như thế này rất là đẹp luôn, một cái lô đất cực kỳ lớn của khu tái định cư Đăng Quỳnh này, chỉ còn duy nhất một cái lô này thôi. Một cái lô này nó có bề ngang là 12, chiều dài nó 24, tổng diện tích nó là 275 m², rất là thích hợp cho mình cất một cái biệt thự vườn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em đi vô chi tiết của cái cột mốc của cái nền bên đây. Thì nền của mình tính đó cô chú anh chị, nó trừ vô 3 m lề nữa nha, từ 3 m lề vô kia mới là 12 m nha cô chú anh chị. Nếu mình tính ngay cái lề này nha cô chú anh chị, ngay cái lề này mình vô trong tới 15 m được nha. Rồi cô chú anh chị cùng đi theo em để đi vô mình xem cái cột mốc bên trong nha. Thì một cái lô đất đẹp như thế này rất thích hợp mình cất một cái biệt thự nha cô chú anh chị. Đây cũng có một cái biệt thự lai nè, mình về mình cất một cái biệt thự lai giống như vậy, rất là đẹp, ở nghỉ dưỡng rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Một cái lô đất view sông rất là hiếm của khu vực tái định cư Đăng Quỳnh này, rất là hiếm nha cô chú anh chị. Ở đây em đang quay ngay đây là ngay cột mốc nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thấy rõ không ạ? Đây ngay tay em chỉ đây là ngay cột mốc của mình. Mình sẽ chạy thẳng xuống dưới lùm lá dưới kia là 24 m nha cô chú anh chị, 24 m, mình ngang qua là 12 m nha cô chú anh chị. Một lô đất rất là đẹp luôn, một lô đất view sông Cần Giuộc rất là thích hợp cho mình mua và mình xây một cái biệt thự để ở, rất nghỉ dưỡng, rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị nha. Thì khu cái định cư Đăng Quỳnh này nó chỉ có một lô này là lớn thôi cô chú anh chị. Một lô đất 275 m², mặt tiền sông, view sông Cần Giuộc, bờ kè sông, rất là đẹp cho mình luôn. Nếu mình cất một cái biệt thự thì để ở rất là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị nha. Thì cái lô đất này hiện tại ông anh ông gửi em lại cái mức giá bán rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị, chỉ có 28 triệu một m², 28 triệu một m², còn bất chút lọc cho cô chú anh chị nào có thiện chí nha. Cô chú anh chị nào mà có thiện chí thì cứ alo em, số điện thoại của em đường link phía bên dưới nha. Rồi thì một cái lô đất của em cũng mới vừa cắt cỏ lại, cái là cũng rất là đẹp, nó cũng học cũng một lô đất rất cao ráo cho mình, vô thì chỉ xây dựng liền nha cô chú anh chị nha. Sổ hồng cầm tay nha, sổ hồng cho mình cầm tay hết luôn. Rồi thì em sẽ đi ra một đoạn của cái công viên này, mặt tiền đường sông này, cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Vì công viên này nó chưa có được hình thành đó cô chú anh chị, thì cô chú anh chị nhìn nó hơi bề bộn nha,
Nhưng mà cái khu này rất là mát luôn cô chú anh chị. Bây giờ gió hù hù hù. Nếu mà cô chú anh chị nè nghe em lấy cái tiếng thật á, thì cô chú anh chị cũng đã nghe gió rất là mát luôn. Giờ này mình cất rất là thích hợp cất một cái biệt thự để mình ở mình nghỉ dưỡng luôn nha cô chú anh chị. Đó, một lô đất rất là đẹp luôn. Ở đây em sẽ quay lại, quay xéo qua cho cô chú anh chị xem nè. Đó, một lô đất rất là đẹp cho mình luôn. Thì khu vực này nhà rất là đông hết luôn nè cô chú anh chị nha. Đó, nhà đông hết, chỉ còn sót một cái lô này thôi. Một cái lô đất như thế này chỉ có 200, một diện tích là 275 m, lớn cực kỳ lớn của khu tái định cư Đặng Quỳnh này luôn. Thì em cũng mới vừa cho dọn dẹp cắt cỏ ngày hôm qua, thì hôm nay em quay liền cho cô chú anh chị tham khảo. Thì ông anh ổng nhắc máy ông gọi cho em ơi anh cần tiền, em coi bán giùm anh cái lô đất này. Anh nói cái lô đất nào em cũng không biết luôn. Cuối cùng anh xuống anh chỉ một cái lô đất quá trời lớn luôn cô chú anh chị ơi. Một cái lô đất rất là lớn luôn, rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào mà hổm về cô chú anh chị cũng kiếm một cái lô đất view xong á. Thì cô chú anh chị nhấc máy cứ alo cho em nha. Ở đây em sẽ đi qua một cái dòng, ở đây là công viên view xong gần ruột, thì cũng có những cái đồ tập thể dục đồ hết luôn này cô chú anh chị. Ồ, vì cái bờ kè sông này nó chưa có làm mà hoàn thiện nha cô chú anh chị nha, thì cũng có đồ tập thể dục cho mình sẵn luôn. Đó, khu vực này là khu vực công viên này cô chú anh chị. Đó, khu công viên rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Thì em đã nói một cái khu tái định cư Đặng Quỳnh, khu phố Tân Phước, thì cô chú anh chị đã biết rõ những khu này rồi. Thì rất thích hợp cho mình về đây mình xem một căn nhà mình nghỉ dưỡng, rất là một cái khu đáng sống cô chú anh chị. Một cái không khí trong lành, đây là cái sông của cô chú anh chị, ngay ngã ba sông luôn, là sông này mình ra hướng ra sông Nhầm Cỏ nha cô chú anh chị nha. Đó, cũng có những đồ tập thể dục là cho mình sẵn luôn nè. Thì khu vực này thì chỉ có mấy cái lô này cũng quay mặt tiền ra sông nè cô chú anh chị, thì cũng chưa ai cất hết, thành ra tao chỉ mua chỉ để đó thôi, thành ra cũng chưa có ai để sử dụng nè. Rồi cô chú anh chị nào mà có thiện chí về cái lô đất này thì cứ nhấc máy alo em nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo chúng em vào tham quan chi tiết về cái nền này. Thì em nhắc lại cái diện tích của cái nền này luôn. Cái nền này nó có diện tích là bề ngang 12 dài 24, tổng diện tích nó là 275 m², là nó gồm cái nền phía sông Nguồn. Nền này cũng được có sổ rồi nha cô chú anh chị. Thì tọa lạc tại một cái khu dự án tại Đặc Quần của cô chú anh chị, đã có sổ hết cho mình luôn. Cho dịch này là xây, mình có thể xây một cái biệt thự quay mặt cho con phố rồi nha cô chú anh chị. Rồi em xin nhắc lại cho cô chú anh chị biết được cái đá giá của cái nền này luôn. Cái nền này hiện tại em đang chào, không anh đang chào là với cái giá là 28 triệu 1 m², còn bất chấp lại cho cô chú anh chị nào có những gì đến xem nền nhé. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Nếu cô chú anh chị nào có những ý về cái nền này thì cái nhấc máy alo em, số điện thoại đường link phía dưới. Rồi cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhấn tay kênh và cho em một cái đăng ký và cho một cái like để có động lực mình làm nhiều video khác, và cô chú anh chị cũng được mình nhận được những cái bất động sản mới nhất về khu vực Tân Kiên Hồng Dương và những cái dự án của tái định cư nha. Giờ cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em.